đường 3 tháng 2, cầu Nhà Đèn. Đến đây một xíu chia sẻ vài hình ảnh về khách sạn Sài Gòn Đà Lạt cho anh chị xem. Rất là cao anh chị ha. Rồi chúng ta đi tiếp thôi. Trời bắt đầu có mưa rồi anh chị. Đó, con đường về đêm rất là đẹp luôn. Những ánh đèn lung linh rất là đẹp. Em đang đi qua khu vực cầu Nhà Đèn, con đường 3 tháng 2. Phía trước là dốc Duy Tân anh chị, có một cái ngã ba thì chúng ta đi về khu vực Cường Đẻ, Nguyễn Văn Cư để coi tình hình hôm nay như thế nào. Trời bắt đầu mưa rồi. Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại em đang có mặt ở trên con đường 3 tháng 2. Ở ngoài đường bây giờ xe rất là đông anh chị. Bây giờ khoảng 6 giờ tối, cái lượng xe rất là đông luôn. Xe hơi rất là nhiều luôn. Trời sắp mưa rồi cho nên là xe hơi, bà con mình đi ngoài đường rất là nhiều. Đà Lạt ngày hôm nay là ngày 24 tháng 10 năm 2020 và bây giờ là 6 giờ tối anh chị. Hôm nay thì dắt cô chú anh chị và các bạn đi nhìn lại một chút xíu khu vực Lẩu Bò Ba Toa, khu vực hẻm Suối Cam Ly anh chị ha. Và trước khi đi thì cũng không quên là chúc cho quý cô chú anh chị và các bạn có một buổi tối thật là nhiều niềm vui, thật nhiều bình an, thật nhiều hạnh phúc bên gia đình và người thân. Trong này thì có rất là nhiều cái quán lẩu bò luôn. Bây giờ có tới 5-6 cái quán lẩu bò ở đây luôn anh chị. Khách du lịch hôm nay thì cũng rất là đông này. Khu này khi xưa thì có tên là Ba Toa anh chị. Một cái khu gọi là đập đầu bò. Người ta đập đầu bò bằng những cái búa tạ anh chị. Cho nên là bây giờ thì cũng mọc lên rất là nhiều các cái quán lẩu bò. Đây nè, khách du lịch quá trời luôn nè. Đang đi bên phía bên này thì lẩu bò Ba Toa cũ nè anh chị nè. Đó, đầu đầu cũng có lẩu bò Ba Toa hết. Các cô thì đứng ở ngoài đường, có những anh đứng ở ngoài đường anh mời chào, lôi kéo khách đó anh chị. Lẩu bò Ba Toa, đây là cái khu của lẩu bò Ba Toa anh chị nè. Hôm nay em thấy rất là đông nha. Khách du lịch thì buổi sáng đến giờ rất là đông luôn này. Ở ngoài này thì bán da heo chiên giòn đó, anh chị thấy rất là đông không. Bên này là cái cầu khu vực Tô Ngọc Vân, con đường Tô Ngọc Vân. Đi theo lối này thì chúng ta đi ra khu vực Ánh Sáng anh chị, ấp Ánh Sáng. Rồi chúng ta quay trở lại khu vực lẩu bò Ba Toa ha. Đây anh chị nè, kẹt xe rồi. Ở đây thì chúng ta thấy có một cái bảng ghi là không có chi nhánh luôn. Quá đông anh chị. Đó, rất là đông luôn. Vô hẻm giùm em luôn. Anh chị thấy không? Trời ơi, đông nghẹt. Quá trời là đông. Khu này là khu chế biến anh chị. Đó, chúng ta thấy nè. Hôm nay bán rất là được, hôm nay thứ bảy cuối tuần nữa.
Khu này thì kẹt đường rồi. Trời bắt đầu có mưa rồi anh chị, mưa lất phất rồi. Hôm nay đưa anh chị đi lang thang vào ban đêm các cái con đường của Đà Lạt để như là cập nhật tình hình coi hôm nay Đà Lạt có gì thay đổi không anh chị ha. Khu này chuẩn bị tới thác thác Cam Ly rồi nè. Chúng ta đi ngang qua cái cầu sắt này thì sẽ về khu vực Hoàng Văn Thụ, khu vực Cam Ly. Con đường nó ở khu này ít có người buôn bán hàng hóa anh chị, không có. Tới đầu này thì vắng vẻ rồi. Khu này nhà cửa nè. Bên kia anh chị thấy khu Hoàng Diệu. Đó, nhà cửa rất là cao. Đây, khu này có một cái cơ sở lưu trú du lịch và một cái vựa phế liệu này anh chị nè. Đầu kia thì chúng ta đi ra khu vực Hoàng Diệu anh chị, và một đường một lối chúng ta đi về suối Cam Ly. Ở đây có cái trạm y tế phường 6 anh chị. Đó anh chị thấy không? Bên đối diện đó là chúng ta thấy hai cái chung cư Mạc Đỉnh Chi. Đó, hai cái chung cư anh chị, chung cư rất là lớn luôn. 5 tầng anh chị ha. Đó, đầu này khu vực Hoàng Diệu nè. Chúng ta đi vào cái ngõ này thì đi vào Mạc Đỉnh Chi. Con đường Mạc Đỉnh Chi ngày hôm nay rất là rộng luôn. Đây, chung cư Mạc Đỉnh Chi. Ở đây có con này có ăn bánh mì đêm bán từ sáng tới tối luôn. Đây hộp hộp đêm. Phía trước chúng ta thấy đây là khu vực chợ Nam Thiên. Và cây xăng Nam Thiên nè. Đây là cây xăng Nam Thiên. Chị thấy không? Bán có cô có bán thịt. Ở đây thì bán trái cây nè. Đi thẳng thì chúng ta đi về thác Cam Ly, và rẽ bên trái thì chúng ta đi về đường Nghĩa Trang Du Sinh, đường Huyền Trân Công Chúa đó anh chị. Bên này chúng ta thấy bà con mình buôn bán nè. Đông vui anh chị ha. Phía này có cô này có bán gà nướng. Gà nướng tẩm muối ớt rất là ngon anh chị, và lòng nướng nữa, khói bay nè. Trời lạnh mà có cái món này ăn tuyệt vời anh chị ha. Đà Lạt bữa nay trời cũng se se lạnh, bắt đầu chuẩn bị đổi mùa rồi, chuyển mùa. Rồi chúng ta mời anh chị đi tiếp nha, chúng ta đi một đoạn nữa. Cập nhật tình hình chiều ngày hôm nay luôn. Khu này buổi tối buôn bán nhộn nhịp không anh chị nè. Phía trước chúng ta thấy đó là ngôi trường tiểu học Nam Thiên. Họ bán trái cây rất là tươi luôn, họ dùng cái bình xịt xịt nước vô. Đây là trường tiểu học Nam Thiên nè anh chị nè. Lò bánh Nam Thiên luôn. Hãy subscribe.
Ở đây mở một cái chỗ chuyên mà bỏ xe ô tô anh chị. Trời đã bắt đầu có mưa rồi. Hôm nay ra đường phải buổi trưa anh chị, buổi trưa phải mặc áo nữa. Trời bữa nay rất là lạnh luôn. Nhiệt độ ở bên ngoài bây giờ tầm khoảng 19 19 độ anh chị, 18 19 độ thôi. Rất là lạnh. Cô này ban đêm thì vắng vẻ rồi, không có đông. Đoạn trên kia thì đông hơn anh chị. Rồi, ở đây có gà gà chiên muối ớt, gà nướng muối ớt anh chị. Tới đây thì em cũng xin phép được quay đầu lại anh chị ha, quay xe lại, tiếp tục cập nhật cho anh chị một vài hình ảnh về khu vực đường Hoàng Văn Thụ. Ở trên này thì anh chị thấy có những cái cây thông này. Buổi sáng thì đi ngang qua có những cái hạt sương nó rớt xuống. Khu vực trên này là khu vực của trường tiểu học Nam Thiên. Ở đây thì họ trồng rất là nhiều cái cây thông, cây thông mọc ở đây rất là nhiều luôn. Không biết các anh chị có hình dung ra không ạ? Một vài hình ảnh về khu vực trường Nam Thiên này. Chắc chắn là có rất là nhiều kỷ niệm đối với cô chú anh chị và các bạn rồi ha. Biết đâu thì các cô chú anh chị và các bạn cũng đã từng học ở đây. Khu vực này là con đường mà chúng ta đi vào đường Thiện Ý anh chị. Chúng ta đi lên ngã ba Du Sinh, bùng bên ở đây thì có hai cái nhánh rẽ anh chị ha, một đường thì chúng ta lên qua đường Thiện Ý Đồng Tâm và một hướng thì chúng ta đi về nghĩa trang Du Sinh, con đường Huyền Trân Công Chúa, và đưa anh chị đi cập nhật một chút xíu về đoạn đường Huyền Trân Công Chúa này luôn, để xem hôm nay thì có gì thay đổi không anh chị ha, có gì hay không, phố đêm như thế nào. Vịt cồ bán rất là nhiều hàng ăn nhưng mà không có khách anh chị, có lẽ luôn. Rồi em sẽ quay tới đây thì em sẽ quay xe lại anh chị ha, tiếp tục chia sẻ cho anh chị về khu vực đường Hoàng Văn Thụ. Con đường này thì em thấy đặc biệt ở chỗ là cái đoạn khúc này thì vài buôn bán rất là nhộn nhịp thôi nè. Chỉ có cái đoạn này là buôn bán nhộn nhịp thôi. Ở trên kia thì rất là vắng luôn anh chị. Gì đây, cháo vịt bún măng, gỏi lòng, rất là nhiều các cái món ăn khuya, bún riêu nè, không có khách đâu. Bún riêu. Ở đây có chiếc xe họ đang quay đầu lại cho nên là nó kẹt. Ồ, bán bánh mì nè anh chị nè. Ồ, bánh mì nóng giòn luôn, bún bò. Có các anh chị đang ăn ăn tối luôn. Nhiều anh chị đi làm về không nấu cơm á, cũng ghé vào đây ăn một tô cháo hay là ăn một tô bún gì đó cho ấm bụng mà về anh chị ha. Nhiều anh nhiều chị chưa lập gia đình thì rất là khỏe, ăn đi làm về thì ra làm một tô bún rồi về thôi, rất là khỏe luôn.
Đây là khu vực chợ Nam Thiên nè anh chị nè. Chợ Nam Thiên tối ngày hôm nay cũng rất là đông luôn. Đây có các chị đang ngồi bán trái cây. Đó, buổi chỗ này đi lúc này thì rất là tối luôn, chưa có đèn đường ở đây. Bên này là một cái quán tây ký quán, chuyên các cái món nhậu. Ở đoạn này dạo này xe hơi không, nhà nào cũng có xe hơi hết rồi anh chị. Em sẽ quay xe lại ha, chia sẻ cho anh chị ở phía ngoài. Trời mưa rồi, mấy bữa nay không có mưa anh chị. Không biết chắc vài ngày nữa sẽ có mưa đó. Và Đà Lạt mình cũng sắp hết mưa rồi. Qua tháng 11 là bắt đầu hết mưa rồi anh chị. Chợ Nam Thiên. Rồi em sẽ tiếp tục đi con đường Hoàng Văn Thụ anh chị ha. Bên này có bán mì Quảng, bánh mì về khuya. Mấy cô này có bán khuya lắm anh chị, có bán 11, 12 giờ đêm mới về đó. Lẩu bò Văn Rang nè anh chị nè. Chúng ta đang đi trên con đường quen thuộc, con đường Hoàng Văn Thụ anh chị ha. Đi thẳng hướng này thì sẽ ra một cái bùng binh giao nhau với con đường Trần Phú, khi xưa là con đường Dạ Xin, và con đường 3 tháng 2. Đi thẳng lên thì có con dốc Trần Lê rồi Bát Tơ, rất là quen thuộc đối với cô chú anh chị và các bạn. Phía trước đây là một cái khách sạn Sài Gòn Đà Lạt, khách sạn 4 sao Sài Gòn Đà Lạt. Bên này thì chúng ta thấy có một chiếc xe khách này, xe ở miền Tây anh chị, chúng ta thấy ở miền Tây này. Chúng ta đi thẳng thì sẽ về đường Trần Phú anh chị ha. Ở phía đối diện anh chị thấy đây là hồ Hoàng Văn Thụ này. Khu này cũng khá là nhiều các cái quán ăn uống về đêm. Chỗ này thì nó cũng rất nguy hiểm anh chị, xe lớn đi rất là nhiều nè. Xe bồn rất là nhiều, đi cái ngã ba chỗ này rất là nguy hiểm luôn. Chúng ta đang đi về khu vực đường 3 tháng 2, cầu Nhà Đèn. Đứng đây một xíu chia sẻ vài hình ảnh về khách sạn Sài Gòn Đà Lạt cho anh chị xem. Rất là cao anh chị ha. Rồi chúng ta đi tiếp thôi. Trời bắt đầu có mưa rồi anh chị. Con đường về đêm rất là đẹp luôn, những ánh đèn lung linh rất là đẹp. Em đang đi qua khu vực cầu Nhà Đèn, con đường 3 tháng 2. Phía trước là dốc Duy Tân anh chị, có một cái ngã ba thì chúng ta đi về khu vực Cường Đẻ, Nguyễn Văn Cư, để coi tình hình hôm nay như thế nào. Trời bắt đầu mưa rồi. Rồi tới đây thì em cũng xin được phép kết thúc cái video clip của em nha.
Em cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều đã quan tâm theo dõi em. Nhờ có quý cô chú anh chị và các bạn thì em mới có được ngày hôm nay. Một lần nữa thì chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn. Và em xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn nha.